trong cuộc sống Brazil. Cả nhà ơi, hôm nay mình đi làm lễ rửa tội cho cháu của mình là Maria Lisi ở nhà thờ cả nhà. Hôm nay đi dự lễ thì có chồng mình, chồng nói tiếng Việt đi chồng. À, xin chào cả nhà. À, chồng mình đã nói tiếng Việt rồi cả nhà, giờ đây là mẹ chồng của mình. Cùng với Angelina và đây là Samuel nè cả nhà. Hôm nay là cả gia đình mình được lên sóng luôn cả nhà ơi. Thì cả nhà hãy đi cùng với mình để theo dõi cái nghi lễ rửa tội của nhà thờ ở bên Brazil như thế nào nha cả nhà. Này thì mọi người đang vừa mới vô và tất cả mọi người đang sắp xếp chỗ ngồi ở cả nhà, thì gia đình nào sẽ ngồi theo gia đình đó. Thì hôm nay cái ngày lễ rửa tội đó có khoảng 5 đến 6 trẻ em á, nên là mỗi gia đình sẽ ngồi chung một cụm với nhau để làm lễ cho nó dễ á cả nhà. Đây, mình xin giới thiệu với cả nhà, đây là cháu gái Alice của mình. Cháu có dễ thương không? Cả nhà thấy thế nào? Nhìn ẻm mà mình muốn sinh thêm đứa con gái nữa cả nhà. Tại vì mình thích con gái lắm. Đi đâu thằng Samuel nó cũng đeo bà nội nó hết trơn á. Vô làm lễ thì mình lo mình quay phim á, nên là Sam phải ngồi với bà nội. Mà nói thiệt ra là Sam nó mến bà nội lắm. Đi đâu cũng đi tò tò theo bà nội á, kêu bà nội không à. Mấy mốt mà về Việt Nam mà không có bà nội chắc hả, có khóc tối ngày luôn á. Buổi lễ bắt đầu thì tất cả những cái gia đình mà có con nhỏ mang đến để rửa tội á cả nhà, đến nhà thờ để rửa tội á, thì sẽ bước ra ngoài cửa và cha sẽ đứng trước cửa đọc tên từng em bé sẽ đi vào. Buổi lễ đang chuẩn bị bắt đầu ở cả nhà. Cái cu Sam á, nó khóc quá trời luôn. Bà nội phải bồng nó ra ngoài dỗ dành nó, rồi lấy bánh cho nó ăn, rồi đi chơi với nó, chứ nó không chịu ngồi ở trong một chỗ để làm lễ như mọi người. Nó khóc nguyên suốt buổi lễ, là bà nội phải bồng chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô như vậy á. Nói chung thì đây là cái buổi lễ mà lần thứ hai mình tham dự cả nhà. Lần trước á, lần đầu tiên là mình tham dự cho chị hai của Alice là bé Anna Helena. Thì bây giờ mình tham dự cho bé Alice á cả nhà. Còn Samuel thì mình chưa có làm lễ này, bởi vì trong lúc mà mình sanh thằng Sam á, thì dịch Covid nó bùng phát. Với lại thành phố mình phát lệnh giới nghiêm á, là không có cho ra ngoài, cũng không có tiếp xúc, không có cho tụ tập đông người, nên nhà thờ cũng không ai đi hết trơn á. Cho tới thời điểm hiện tại luôn, mình vẫn chưa làm lễ cho Samuel. Thì
thì mình có nói với mẹ chồng mình á, sắp xếp một ngày nào đó để mẹ chồng mình cùng với cả gia đình để làm lễ cho thằng Samuel luôn á cả nhà. Hôm mà làm lễ cả nhà, Alice ngoan lắm, không có khóc tiếng nào hết trơn á.
Nếu chưa xua đi, chỉ cần nếu não trẻ sẽ dùng đoán tiếp đến. Sẽ dùng đoán tiếp đến, olhando no olho desse cara que você escolheu para ser padrinho do seu filho, cara, da sua filha. Diga o nome dele, fala, eu te escolhi para ser padrinho do meu filho ou da minha filha. Porque você é uma pessoa muito especial para mim. Você é uma pessoa muito especial para minha esposa. Eu não sei se você sabe, diga bem. Mas o seu afilhado, o afilhado, é a joia rara da minha vida. É a pedra preciosa que Deus me deu. E eu resolvi confiá-la a você também. Quero que você saiba que me ajudar a fazer meu filho caminhar nos passos de Jesus é muito importante para mim. Digo olhando nos olhos, nos olhos de você, não é qualquer pessoa. Eu confio muito. Cả nhà ơi, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem, like, share và đăng ký kênh ủng hộ hai mẹ con mình. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ, bình an. Cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video kỳ tới. Bye bye.